Xin chào các bạn. Đây bây giờ mình test độ bền của bộ bốn con này nhá. Made in Japan hết. Đây là đề ba này, chuyên làm cá này. Thái củ quả này. Thái thường này, thái đa năng. Củ quả, rau, thịt, cá. Sashimi nhá, rau sashimi nhá. Sau sashimi này thì dài lưỡi dài 21 cm, tổng chiều dài là 33 cm. Dao này thì lưỡi 18 cm. Dao thái cũng thế nhé. Giờ mình test độ sắc của bộ dao này. Như đợt trước thôi, dao Nhật thì lại test sách sách Nhật thôi. Dao sashimi mình test rồi thì mình không test lại nữa nhé, hoặc là tí mình test lại cuối cùng. Thì bây giờ mình test con đề ba trước. Cái này Made in Japan, giá cũng rẻ thôi. Con dao đề ba này nặng 140. Thái củ quả dao rất là bóng sắc, độ bền của độ này thì khỏi lo nhé. Đây là dao Nhật, không phải dao tàu. Thái thường sashimi. Đây là quyển sách tiếng Nhật xem bao nhiêu trang, 180 trang. Thì bây giờ mình test con dao sashimi nhé. Một phát đứt luôn, không cần phải gì. Bộ dao rất là sắc, cái thái thường này. Dao rất là sắc. Đề ba rất là sắc. Thái củ quả này, thịt bò thì không phải nói, rất là sắc. Nào mua bộ dao thì liên hệ mình nhé, mình có bán lẻ nhé, mình có bán lẻ. Bộ có 5 con, một con thái hoa, một con gọt hoa quả thì mình không đặt vì nó bé quá, thì mình đặt 4 con trọng tâm này thôi. Hàng Made in Japan. Dao rất là sắc. Bộ này mình có bán lẻ nhé. Bạn nào cần dao nào thì mình bán dao đấy. Thì mua cả bộ thì vẫn được rẻ hơn. Còn mua lẻ thì đã có giá lẻ. Thì mình xin kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào mua liên hệ với mình nhé.